Tối qua ngày 12 tháng 10, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9. Cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương. Thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã có những bước phát triển ấn tượng, thông tin ngày càng nhanh chóng, toàn diện, có bản sắc, là cầu nối để cộng đồng quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, các quốc gia và nhân dân thế giới chia sẻ, ủng hộ quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc và những thành tựu phát triển của nước ta. Thông tin đối ngoại cũng là cầu nối truyền tải các vấn đề quốc tế đến các tầng lớp nhân dân, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên. Kết nối Việt Nam với quốc tế, góp phần huy động nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái xuyên tạc của các thế lực cơ hội thù địch. Trong mùa giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ 9, ban tổ chức đã nhận được hơn 1.450 tác phẩm, tăng 30% so với mùa giải trước. Qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo hết sức công tâm, khách quan, trách nhiệm, hội đồng giải thưởng đã quyết định trao giải cho 110 tác phẩm, sản phẩm gồm 8 giải nhất, 22 giải nhì, 30 giải ba và 50 giải khuyến khích. Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự được nhận 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Phát biểu tại lễ trao giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ 9, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, cảm ơn các cá nhân tập thể trong và ngoài nước đã tham gia và đoạt giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9. Thủ tướng khẳng định, 110 tác phẩm được lựa chọn trao giải lần này thực sự là những tác phẩm nổi bật, mang tính lan tỏa cao, là sản phẩm đầy tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm đối với đất nước Việt Nam của cả tác giả trong và ngoài nước. Để làm tốt hơn nữa công tác truyền thông nói chung, công tác thông tin đối ngoại nói riêng, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan, các chiến sĩ trên mặt trận thông tin đối ngoại cần đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đã đạt được. Không ngừng đổi mới, sáng tạo về phương thức, nội dung, viết nên những câu chuyện sinh động, cuốn hút, giàu bản sắc, mang đậm tính dân tộc, để thế giới biết, hiểu, đồng hành, tin tưởng, yêu mến, ủng hộ Việt Nam, đưa các thông điệp của Việt Nam mà bạn bè quốc tế quan tâm. Thủ tướng nhấn mạnh, kể từ khi ra đời đến nay, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã thực sự khẳng định được thương hiệu của mình, không chỉ là ngày hội của những người làm công tác thông tin đối ngoại, mà còn là sự kiện hấp dẫn, tạo được tiếng vang lớn trong dư luận xã hội, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Trước yêu cầu và nhiệm vụ của giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng công tác thông tin đối ngoại sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục có những bước phát triển mới để góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sáng nay, 13 tháng 10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện khó khăn vướng mắc trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới. Chia sẻ cùng những khó khăn của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, cùng với việc đẩy nhanh tốc độ giải ngân, cần nâng cao chất lượng của các công việc, tránh trường hợp giải ngân ồ ạt, không đạt được hiệu quả, chất lượng như mục tiêu đã đề ra. Giao cho các địa phương mà chúng ta không có van, không có khóa, không có kiểm tra, giám sát, thì phân bổ nó có bảo đảm đúng mục đích không? Rồi sau này lại có khi lại thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Thì cái thái cực thứ hai ủng hộ rồi, nhưng mà cũng phải có những cái quy định nó rất là chặt chẽ. Nhấn mạnh đây là 3 chương trình có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao đời sống người dân, nhưng quá trình triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ cần làm rõ các nguyên nhân dẫn tới sự chậm trễ này. Trong quá trình thực hiện nó có phát sinh cái việc này việc kia. Thế thì bây giờ mà qua tổng kết lại các địa phương phản ánh như vậy, Chính phủ tổng kết lại như vậy, thấy có 5 vấn đề. Thế thì 5 vấn đề xin báo cáo với Quốc hội như vậy, về cái phương án như vậy để Quốc hội xem xét quyết định. Và Quốc hội cho đến đâu thì làm đến đấy. Và cũng nói luôn là nếu làm được, cho được như thế thì sẽ tháo gỡ được cái gì, và sẽ đẩy nhanh được như thế nào, và dự báo nó sẽ như thế nào. Còn nếu mà không cho thì nó sẽ tiếp tục vướng và nó sẽ chậm như thế nào. Đối với các giải pháp đề xuất mà Chính phủ đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng
cần có sự thay đổi trong cách quản lý chương trình mục tiêu quốc gia này, đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, giao vốn cho địa phương chịu trách nhiệm lồng ghép, chú ý cân bằng giữa vốn sự nghiệp với vốn đầu tư. Trong tổ chức thực hiện giữa các cái khoản đầu tư và khoản hỗ trợ của ngân sách và khoản trợ cấp, cho nên nếu chúng ta quản lý đây là một chương trình mà quản lý theo phương thức đầu tư nó cũng rất là phức tạp. Thế đây là một cái chương trình hỗ trợ đến người dân, thì một là hỗ trợ thì anh quy định những tiêu chí nguyên tắc hỗ trợ, hoặc đây là khoản trợ cấp thì ta tư liệu. Thế thì ta cũng ràng buộc lại tất cả các quy định về đầu tư công, về các cái luật về quản lý tài sản công, thì theo tôi nghĩ nó lại không phù hợp. Một số ý kiến cũng cho rằng nên thay đổi cách tiếp cận theo hướng giảm thiểu, làm gọn nhẹ các thủ tục để người dân có thể dễ dàng tiếp cận, chỉ đưa ra những hướng dẫn, định hướng chung, không nên siết chặt quản lý quá chặt chẽ. Ngoài ra, chính phủ cũng cần sớm đề xuất sửa các quy định có liên quan đến nguồn hỗ trợ để đảm bảo giám sát chặt chẽ được các nguồn hỗ trợ từ ngân sách, đồng thời có thủ tục phù hợp với từng loại hình, hình thức hỗ trợ đầu tư. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Y tế trình chính phủ cho ý kiến đối với phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong tháng 10, cân nhắc ban hành thông tư về giá dịch vụ y tế theo trình tự rút gọn. Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ban ngành, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp điều hành giá phù hợp đối với một số mặt hàng thiết yếu, tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng, đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như xăng dầu, khí hóa lỏng, điện, dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, dịch vụ y tế, giáo dục, lương thực, thực phẩm. Theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thời gian vừa qua, hiện tượng lừa đảo xuất khẩu lao động đang có dấu hiệu gia tăng. Để tránh bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động, đại diện Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo, người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tìm hiểu thông tin có liên quan. Tuyệt đối không tin tưởng vào các thông tin mời chào hứa hẹn về việc làm trên các website, trang Facebook, Zalo không chính thống và không giao dịch liên hệ với các tổ chức cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở ban ngành liên quan đẩy mạnh cải cách hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ban ngành tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định về quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định, đề xuất các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến nay, việc thí điểm triển khai làm thủ tục đi máy bay sử dụng sinh trắc học, quét vân tay, sử dụng thiết bị camera chụp hình, nhận diện khuôn mặt đã kết thúc thí điểm. Theo kế hoạch, nếu thuận lợi, việc ứng dụng này sẽ được triển khai đồng loạt các cảng hàng không từ tháng 11 năm 2023. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai áp dụng việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với khách hàng đi máy bay trên các chuyến bay nội địa. Đối với công dân Việt Nam, VNEID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, VNEID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Thưa quý vị, Sắc Thu Việt Nhật là sự kiện trình diễn và trưng bày thời trang do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và Ngày Phụ nữ Việt Nam. Sự kiện khai mạc chiều qua tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Tại sự kiện, hai bộ sưu tập Việt Nam gấm hoa của nhà thiết kế Nguyễn Lan Vi và bốn mùa Nhật Bản của chuyên gia kimono Junku Sufie Kakizaki đã mang đến cho công chúng những góc nhìn mới về trang phục truyền thống hai nước. Bộ sưu tập Việt Nam gấm hoa gồm 10 bộ áo dài trên nền vải gấm và lụa. Các thiết kế được lấy cảm hứng từ những câu chuyện văn hóa truyền thống nước Việt, những linh vật linh thiêng như Long Phi, Phượng Vũ trong truyền thuyết xưa và hình trống đồng một thời vàng son của Việt Nam. Bộ sưu tập 4 mùa Nhật Bản của chuyên gia kimono Junko Sufie Kakizaki gồm 10 bộ kimono như những tác phẩm nghệ thuật phản chiếu vẻ đẹp thiên nhiên và những sắc màu đặc trưng của xứ Phù Tang.
bộ sưu tập phô diễn kỹ thuật nhuộm vẽ và thêu tay truyền thống độc đáo, lưu truyền qua nhiều thế hệ của người Nhật Bản với các họa tiết sóng nước, chim hạc và vẻ đẹp các loại hoa theo mùa khoe sắc như hoa cúc, hoa anh đào, sakura. Trong khuôn khổ sự kiện, khách mời được tìm hiểu về kimono, trải nghiệm mặc trang phục yukata, chìm đắm trong sắc thu thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam, Nhật Bản và lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại không gian check-in rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, trong sự kiện còn có lễ tiếp nhận trang phục kimono từ chuyên gia Junko Sufio Kakizaki trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bộ kimono được chuyên gia Nhật Bản lựa chọn trao tặng có giá trị văn hóa và nghệ thuật cao, được sáng tạo, lưu truyền và gìn giữ cho gia đình của chuyên gia Junko Sufio Kakizaki qua nhiều thế hệ. Chiều qua ngày 12 tháng 10 tại Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm đồ họa Mở Đồng Vọng, giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp mới của công nghệ đồ họa tranh in theo hình thức mới. Triển lãm giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp mới của nghệ thuật đồ họa tranh in theo hình thức mở với những tác phẩm hấp dẫn như Tiên nữ cánh diều và mái đình, Cá chép hóa rồng, Chiếc quạt của bà. Các tác phẩm được khai thác theo các góc sáng tạo cá nhân nhưng cùng có chung cách nhìn về những giá trị truyền thống, về đạo học, về văn miếu Quốc Tử Giám trong mỹ thuật. Tất cả chúng tôi đều mong muốn rằng những cái người sáng tạo nghệ thuật hiện nay đều nên nhìn vọng lại quá khứ, vọng lại để chúng ta thấy được những giá trị đó và để hướng tới tương lai, hướng tới một cái nền nghệ thuật làm sao đấy để cái những cái giá trị của truyền thống nó được kết nối, nó được lan tỏa và cái không gian của cái nhà thái học tại khu di tích Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội nó cũng rất là tuyệt vời. Đây là bộ tác phẩm của mình có tên là Sao Quê. Nó cũng như các bạn đã thấy, mình đã dựa trên cơ sở là Quê Văn Các, cảm hứng là từ Quê Văn Các, là ngọn sao quê, là ngọn sao mà có thể là bao nhiêu người cũng để nó sẽ dõi theo nó. Nó là một cái hình tượng học thuật mà từ mình muốn nó giống như là một cái bậc thang từ thời này sang thời khác, nên các bạn nhìn thấy là nó khá là từ thời cổ xưa sang đến thời hiện đại. Đây cũng là lần đầu tiên triển lãm đồ họa mở được tổ chức tại không gian Văn miếu Quốc Tử Giám với những tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống đương đại nhưng sáng tạo dựa trên nền tảng của văn hóa truyền thống. Trong đó có những giá trị liên quan đến đạo học Việt Nam, liên quan đến Văn miếu Quốc Tử Giám. Triển lãm Đồng Vọng là một cái triển lãm đồ họa mở lần đầu tiên tổ chức tại Văn miếu Quốc Tử Giám. Và đây là một cái sự phối hợp rất là hiệu quả giữa Đại học Mỹ thuật Việt Nam với Trung tâm Văn miếu Quốc Tử Giám. Với những cái tác phẩm trưng bày trong triển lãm thể hiện một cái sự phối hợp, một sự hòa quyện rất là tuyệt vời giữa những giá trị của di sản với hơi thở của cuộc sống đương đại trong không gian của di tích. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với cuộc triển lãm này thì sẽ là một cái bước trong quá trình hiện thực hóa đưa Văn miếu Quốc Tử Giám trở thành không gian sáng tạo và đáp ứng tốt cái nhu cầu của công chúng cũng như là khách tham quan đến di tích. Các tác phẩm đã mang lại sự cảm nhận tích cực cho người xem về mặt thị giác và nội dung nghệ thuật, cho mối quan hệ người xem, tác phẩm, tác giả trở nên gần gũi, cởi mở, để cùng cất lên tiếng nói đồng thanh vọng từ quá khứ đến hôm nay và mai sau. Triển lãm đồ họa Mở Đồng Vọng diễn ra đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2023. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo các nguồn cung cấp quan trọng đang cạn kiệt ở mức nguy hiểm ở dải Gaza sau khi Israel áp đặt lệnh phong tỏa toàn bộ vùng lãnh thổ này sau các cuộc tấn công của Hamas. Israel đã tuyên bố bao vây toàn bộ dải Gaza, ngăn chặn việc vận chuyển thực phẩm, nhiên liệu và nước vào vùng lãnh thổ ven biển này và đóng cửa tất cả các cửa khẩu sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào cuối tuần trước, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết, nhiên liệu cho máy phát điện của bệnh viện, kho dự trữ thuốc men ở Gaza sẽ sớm cạn kiệt. Bên cạnh việc phong tỏa biên giới, quân đội Israel còn tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào khu vực này, buộc hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Ai Cập tạo hành lang an toàn để cơ quan này có thể đưa nguồn cung vật tư vào Gaza và đảm bảo nhân viên Liên Hợp Quốc có thể làm việc an toàn trong khu vực. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva hôm qua cho biết, xung đột mới nổ ra giữa lực lượng Hamas và Israel có nguy cơ làm u ám triển vọng kinh tế toàn cầu, vốn đã ảm đạm. Bà Georgieva thông báo,
Quỹ Tiền tệ Quốc tế đang theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến cuộc xung đột, đánh giá ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là đối với thị trường dầu mỏ. Bà cho biết thêm, đã có một số biến động về giá dầu và phản ứng trên thị trường, nhưng còn quá sớm để dự đoán tác động kinh tế. Những tác động sẽ khó kiểm soát trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện tăng trưởng yếu, sự phân hóa ngày càng sâu sắc với lãi suất dự kiến sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để kiềm chế lạm phát dai dẳng. Do đó, bà Georgieva đã kêu gọi các nước tránh leo thang tình hình và tập trung vào các lĩnh vực hợp tác. Bà cũng kêu gọi các quốc gia linh hoạt trong việc dự đoán các cú sốc kinh tế và phản ứng nhanh chóng. Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu do tác động của cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas là hạn chế, song bày tỏ sẵn sàng can thiệp thị trường nếu cần thiết. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, có mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Dự báo thời tiết chiều và đêm 13 tháng 10, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tối qua ngày 12 tháng 10, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9. Cùng dự có trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương. Thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã có những bước phát triển ấn tượng, thông tin ngày càng nhanh chóng, toàn diện, có bản sắc, là cầu nối để cộng đồng quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, các quốc gia và nhân dân thế giới chia sẻ, ủng hộ quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc và những thành tựu phát triển của nước ta. Thông tin đối ngoại cũng là cầu nối truyền tải các vấn đề quốc tế đến các tầng lớp nhân dân, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên. Kết nối Việt Nam với quốc tế, góp phần huy động nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái xuyên tạc của các thế lực cơ hội thù địch. Trong mùa giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ 9, ban tổ chức đã nhận được hơn 1.450 tác phẩm, tăng 30% so với mùa giải trước. Qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo hết sức công tâm, khách quan, trách nhiệm, hội đồng giải thưởng đã quyết định trao giải cho 110 tác phẩm, sản phẩm gồm 8 giải nhất, 22 giải nhì, 30 giải ba và 50 giải khuyến khích. Trong đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam vinh dự được nhận 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Phát biểu tại lễ trao giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ 9, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, cảm ơn các cá nhân tập thể trong và ngoài nước đã tham gia và đoạt giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9. Thủ tướng khẳng định, 110 tác phẩm được lựa chọn trao giải lần này thực sự là những tác phẩm nổi bật, mang tính lan tỏa cao, là sản phẩm đầy tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm đối với đất nước Việt Nam của cả tác giả trong và ngoài nước. Để làm tốt hơn nữa công tác truyền thông nói chung, công tác thông tin đối ngoại nói riêng, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan, các chiến sĩ trên mặt trận thông tin đối ngoại cần đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đã đạt được. Không ngừng đổi mới, sáng tạo về phương thức, nội dung, viết nên những câu chuyện sinh động của
cuốn hút, giàu bản sắc, mang đậm tính dân tộc để thế giới biết, hiểu, đồng hành, tin tưởng, yêu mến, ủng hộ Việt Nam, đưa các thông điệp của Việt Nam mà bạn bè quốc tế quan tâm. Thủ tướng nhấn mạnh, kể từ khi ra đời đến nay, Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại đã thực sự khẳng định được thương hiệu của mình, không chỉ là ngày hội của những người làm công tác thông tin đối ngoại mà còn là sự kiện hấp dẫn, tạo được tiếng vang lớn trong dư luận xã hội, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Trước yêu cầu và nhiệm vụ của giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng công tác thông tin đối ngoại sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục có những bước phát triển mới để góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sáng nay 13 tháng 10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện khó khăn vướng mắc trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới. Chia sẻ cùng những khó khăn của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, cùng với việc đẩy nhanh tốc độ giải ngân, cần nâng cao chất lượng của các công việc, tránh trường hợp giải ngân ồ ạt, không đạt được hiệu quả, chất lượng như mục tiêu đã đề ra. Giao cho các địa phương mà chúng ta không có van, không có khóa, không có kiểm tra, giám sát, thì phân bổ nó có bảo đảm đúng mục đích không? Rồi sau này lại có khi lại thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Thì cái thái cực thứ hai ủng hộ rồi, nhưng mà cũng phải có những cái quy định nó rất là chặt chẽ. Nhấn mạnh đây là 3 chương trình có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao đời sống người dân, nhưng quá trình triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ cần làm rõ các nguyên nhân dẫn tới sự chậm trễ này. Trong quá trình thực hiện nó có phát sinh cái việc này, việc kia. Thế thì bây giờ mà qua tổng kết lại, các địa phương phản ánh như vậy, Chính phủ tổng kết lại như vậy, thấy có 5 vấn đề. Thế thì 5 vấn đề xin báo cáo Quốc hội như vậy, về cái phương án như vậy, để Quốc hội xem xét quyết định. Và Quốc hội cho đến đâu thì làm đến đấy. Và cũng nói luôn là nếu làm được, cho được như thế, thì sẽ tháo gỡ được cái gì, và sẽ đẩy nhanh được như thế nào, và dự báo nó sẽ như thế nào. Còn nếu mà không cho thì nó sẽ tiếp tục vướng và nó sẽ chậm như thế nào. Đối với các giải pháp đề xuất mà Chính phủ đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng cần có sự thay đổi trong cách quản lý chương trình mục tiêu quốc gia này, đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, giao vốn cho địa phương chịu trách nhiệm lồng ghép, chú ý cân bằng giữa vốn sự nghiệp với vốn đầu tư. Trong tổ chức thực hiện giữa các cái khoản đầu tư và khoản hỗ trợ của ngân sách và khoản trợ cấp, cho nên nếu chúng ta quản lý đây là một chương trình mà quản lý theo phương thức đầu tư nó cũng rất là phức tạp. Thế đây là một cái chương trình hỗ trợ đến người dân. Thì một là hỗ trợ thì anh quy định những tiêu chí nguyên tắc hỗ trợ. Hoặc đây là khoản trợ cấp thì ta tư liệu. Thế thì ta cũng ràng buộc lại tất cả các quy định về đầu tư công, về các cái luật về quản lý tài sản công thì theo tôi nghĩ nó lại không phù hợp. Một số ý kiến cũng cho rằng nên thay đổi cách tiếp cận theo hướng giảm thiểu, làm gọn nhẹ các thủ tục để người dân có thể dễ dàng tiếp cận, chỉ đưa ra những hướng dẫn, định hướng chung, không nên siết chặt quản lý quá chặt chẽ. Ngoài ra, Chính phủ cũng cần sớm đề xuất sửa các quy định có liên quan đến nguồn hỗ trợ để đảm bảo giám sát chặt chẽ được các nguồn hỗ trợ từ ngân sách, đồng thời có thủ tục phù hợp với từng loại hình, hình thức hỗ trợ đầu tư. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Y tế trình Chính phủ cho ý kiến đối với phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong tháng 10, cân nhắc ban hành thông tư về giá dịch vụ y tế theo trình tự rút gọn. Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ban ngành, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp điều hành giá phù hợp đối với một số mặt hàng thiết yếu, tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng, đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như xăng dầu, khí hóa lỏng, điện, dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, dịch vụ y tế, giáo dục, lương thực, thực phẩm. Theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thời gian vừa qua, hiện tượng lừa đảo xuất khẩu lao động đang có dấu hiệu gia tăng. Để tránh bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động, đại diện Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo, người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tìm hiểu thông tin có liên quan.
tuyệt đối không tin tưởng vào các thông tin mời chào hứa hẹn về việc làm trên các website, trang Facebook, Zalo không chính thống và không giao dịch liên hệ với các tổ chức cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở ban ngành liên quan đẩy mạnh cải cách hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ban ngành tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định về quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định, đề xuất các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến nay, việc thí điểm triển khai làm thủ tục đi máy bay sử dụng sinh trắc học, quét vân tay, sử dụng thiết bị camera chụp hình, nhận diện khuôn mặt đã kết thúc thí điểm. Theo kế hoạch, nếu thuận lợi, việc ứng dụng này sẽ được triển khai đồng loạt các cảng hàng không từ tháng 11 năm 2023. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai áp dụng việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với khách hàng đi máy bay trên các chuyến bay nội địa. Đối với công dân Việt Nam, VNEID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, VNEID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Thưa quý vị, sắc thu Việt Nhật là sự kiện trình diễn và trưng bày thời trang do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và Ngày Phụ nữ Việt Nam. Sự kiện khai mạc chiều qua tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Tại sự kiện, hai bộ sưu tập Việt Nam gấm hoa của nhà thiết kế Nguyễn Lan Vi và bốn mùa Nhật Bản của chuyên gia kimono Junko Sufie Kakizaki đã mang đến cho công chúng những góc nhìn mới về trang phục truyền thống hai nước. Bộ sưu tập Việt Nam gấm hoa gồm 10 bộ áo dài trên nền vải gấm và lụa. Các thiết kế được lấy cảm hứng từ những câu chuyện văn hóa truyền thống nước Việt, những linh vật linh thiêng như Long Phi, Phượng Vũ trong truyền thuyết xưa và hình trống đồng một thời vàng son của Việt Nam. Bộ sưu tập 4 mùa Nhật Bản của chuyên gia kimono Junko Sufie Kakizaki gồm 10 bộ kimono như những tác phẩm nghệ thuật phản chiếu vẻ đẹp thiên nhiên và những sắc màu đặc trưng của xứ Phù Tang. Bộ sưu tập phô diễn kỹ thuật nhuộm vẽ và thêu tay truyền thống độc đáo lưu truyền qua nhiều thế hệ của người Nhật Bản với các họa tiết sóng nước, chim hạc và vẻ đẹp các loại hoa theo mùa khoe sắc như hoa cúc, hoa anh đào, sakura. Trong khuôn khổ sự kiện, khách mời được tìm hiểu về kimono, trải nghiệm mặc trang phục yukata, chìm đắm trong sắc thu thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam Nhật Bản và lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại không gian check-in rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, trong sự kiện còn có lễ tiếp nhận trang phục kimono từ chuyên gia Junko Sufio Kakizaki trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bộ kimono được chuyên gia Nhật Bản lựa chọn trao tặng có giá trị văn hóa và nghệ thuật cao, được sáng tạo, lưu truyền và gìn giữ cho gia đình của chuyên gia Junko Sufio Kakizaki qua nhiều thế hệ. Chiều qua ngày 12 tháng 10 tại Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm đồ họa mở đồng vọng, giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp mới của công nghệ đồ họa tranh in theo hình thức mới. Triển lãm giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp mới của nghệ thuật đồ họa tranh in theo hình thức mở với những tác phẩm hấp dẫn như Tiên nữ cánh diều và mái đình, cá chép hóa rồng, chiếc quạt của bà. Các tác phẩm được khai thác theo các góc sáng tạo cá nhân nhưng cùng có chung cách nhìn về những giá trị truyền thống, về đạo học, về văn miếu Quốc tử Giám trong mỹ thuật. Tất cả chúng tôi đều mong muốn rằng những cái người sáng tạo nghệ thuật hiện nay đều nên nhìn vọng lại quá khứ, vọng lại để chúng ta thấy được những giá trị đó và để hướng tới tương lai, hướng tới một cái nền nghệ thuật làm sao đấy để cái những cái giá trị của truyền thống nó được kết nối, nó được lan tỏa và cái không gian của cái nhà thái học tại khu di tích Văn miếu Quốc tử Giám Hà Nội nó cũng rất là tuyệt vời. Đây là bộ tác phẩm của mình, nó có tên là Sao Quê. Nó cũng như các bạn đã thấy, mình đã dựa trên cơ sở là Quê Văn Các, lấy
cảm hứng là từ quê văn khác, là ngọn sao quê, là ngọn sao mà có thể là bao nhiêu người cũng để nó sẽ dõi theo nó. Nó là một cái hình tượng học thuật mà từ mình muốn nó giống như là một cái bậc thang từ thời này sang thời khác, nên các bạn nhìn thấy là nó khá là từ thời cổ xưa sang đến thời hiện đại. Đây cũng là lần đầu tiên triển lãm đồ họa mở được tổ chức tại không gian văn miếu Quốc Tử Giám với những tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống đương đại nhưng sáng tạo dựa trên nền tảng của văn hóa truyền thống. Trong đó có những giá trị liên quan đến đạo học Việt Nam, liên quan đến văn miếu Quốc Tử Giám. Triển lãm Đồng Vọng là một cái triển lãm đồ họa mở lần đầu tiên tổ chức tại văn miếu Quốc Tử Giám. Và đây là một cái sự phối hợp rất là hiệu quả giữa Đại học Mỹ thuật Việt Nam với Trung tâm Văn miếu Quốc Tử Giám, với những cái tác phẩm trưng bày trong triển lãm thể hiện một cái sự phối hợp, một cái sự hòa quyện rất là tuyệt vời giữa những giá trị của di sản với hơi thở của cuộc sống đương đại trong không gian của di tích. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với cuộc triển lãm này thì sẽ là một cái bước trong quá trình hiện thực hóa đưa văn miếu Quốc Tử Giám trở thành không gian sáng tạo và đáp ứng tốt cái nhu cầu của công chúng cũng như là khách tham quan đến di tích. Các tác phẩm đã mang lại sự cảm nhận tích cực cho người xem về mặt thị giác và nội dung nghệ thuật, cho mối quan hệ người xem, tác phẩm, tác giả trở nên gần gũi, cởi mở, để cùng cất lên tiếng nói đồng thanh vọng từ quá khứ đến hôm nay và mai sau. Triển lãm đồ họa mở Đồng Vọng diễn ra đến hết ngày 6 tháng 11 năm 2023. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo các nguồn cung cấp quan trọng đang cạn kiệt ở mức nguy hiểm ở dải Gaza sau khi Israel áp đặt lệnh phong tỏa toàn bộ vùng lãnh thổ này sau các cuộc tấn công của Hamas. Israel đã tuyên bố bao vây toàn bộ dải Gaza, ngăn chặn việc vận chuyển thực phẩm, nhiên liệu và nước vào vùng lãnh thổ ven biển này và đóng cửa tất cả các cửa khẩu sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào cuối tuần trước, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết, nhiên liệu cho máy phát điện của bệnh viện, kho dự trữ thuốc men ở Gaza sẽ sớm cạn kiệt. Bên cạnh việc phong tỏa biên giới, quân đội Israel còn tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào khu vực này, buộc hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Ai Cập tạo hành lang an toàn để cơ quan này có thể đưa nguồn cung vật tư vào Gaza và đảm bảo nhân viên Liên Hợp Quốc có thể làm việc an toàn trong khu vực. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva hôm qua cho biết, xung đột mới nổ ra giữa lực lượng Hamas và Israel có nguy cơ làm u ám triển vọng kinh tế toàn cầu, vốn đã ảm đạm. Bà Georgieva thông báo, Quỹ tiền tệ quốc tế đang theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến cuộc xung đột, đánh giá ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là đối với thị trường dầu mỏ. Bà cho biết thêm, đã có một số biến động về giá dầu và phản ứng trên thị trường, nhưng còn quá sớm để dự đoán tác động kinh tế. Những tác động sẽ khó kiểm soát trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện tăng trưởng yếu, sự phân hóa ngày càng sâu sắc với lãi suất dự kiến sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để kiềm chế lạm phát dai dẳng. Do đó, bà Georgieva đã kêu gọi các nước tránh leo thang tình hình và tập trung vào các lĩnh vực hợp tác. Bà cũng kêu gọi các quốc gia linh hoạt trong việc dự đoán các cú sốc kinh tế và phản ứng nhanh chóng. Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu do tác động của cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas là hạn chế, song bày tỏ sẵn sàng can thiệp thị trường nếu cần thiết. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, có mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Dự báo thời tiết chiều và đêm 13 tháng 10, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ.